giọng ca nữa, một giọng ca cây nhà lá vườn. Xin mời Thái Trường. Hồi nãy giới thiệu cây nhà lá vườn thì mình nói mình giới thiệu lại cây nhà lá vườn. Ý thơ vậy mà. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Bác ba ơi, con thèm tiếng đường gọt của bác ơi ba. Hôm nay là ngày dỗ tổ và sân khấu cải lương. Thái Cường cũng được may mắn là anh hai cho hay đến đây để đốt cây hương ngày tổ. Vì được hân hạnh được gặp tất cả các anh chị trong câu lạc bộ ở xa và ở gần. Đó là niềm vinh dự của Thái Cường không quên cầu chúc tất cả các anh chị luôn luôn dồi dào sức khỏe, mang tiếng hát lời ca được phục vụ cho đời. Không quên cầu chúc tất cả các anh em nhạc sĩ, nghệ sĩ được nhiều show. Tôi đâu có Thái Cường nữa. Bác ba lâu lâu nghe ông ngoài Mỹ về đờn cho con nghe, nhưng mà hôm nay con cũng vinh dự được nghe tiếng đờn cò của bác Tấn Nhì và tiếng đờn mặt nào của Hữu Hạnh. Và để như tuần hôm nay Thái Cường cũng xin kính tặng đến và quý vị theo lời yêu cầu của chị Thủy nội ca ri rồi với bài hát Trái Ruồi Bến Cát. Ở trước nhà ta.
đậu Sài Gòn trái hồng tay đàn đường đi con đòi tay người cao cạn cho đất mẹ con tay sừng quê mà tình sâu nghĩa mặt vợ chồng nghèo từ kia sẽ còn lâu lâu mà cũng tăng dần có người kịp may mắn thoát thân cho hộ mẹ cha đón cho đến khi còn tàu đến làm tán chất học ta dội chạy đến nước bàn cầu dẫn cháu con đèn dẫn con cha nhỏ ăn hình xin sống cha cùng ở bàn thờ ngày vỗ mẹ con ai cùng mẹ cha nuôi con ngày còn con tàn nghe tiếng còn tàu lòng cha đang lòng cảm ơn rất nhiều.